Trường tiểu học và trung học cơ sở xã Cam Tuyền hiện đang sử dụng khá nhiều thiết bị điện như máy tính, máy chiếu, thiết bị phục vụ hội nghị trực tuyến. Nhưng thời gian này chịu rất nhiều hiện tượng lỗi máy, hư hỏng thiết bị. Theo lãnh đạo nhà trường, hiện tượng nhảy điện, ngắt điện đột ngột đã diễn ra liên tục, có ngày xảy ra từ 2 đến 3 lần, làm ảnh hưởng rất lớn đến tài sản cũng như quá trình dạy học, quản lý của nhà trường. Nhà trường cũng đã nhiều lần là gọi tổng đài để tham phát minh chung của điện lực cũng như là điện lực và báo cáo một số cơ quan chức năng, tuy nhiên là cũng có hứa nhưng mà sửa chữa nhưng mà chưa triệt để. Thì qua đây cũng mong muốn của nhà trường cũng như người dân nói chung thì cũng muốn các cơ quan chức năng vào cuộc để là khắc phục, sớm khắc phục cái hệ thống điện lưới của Cam Tuyền. Tìm hiểu thực tế này, ông Mai Văn Lợi, Giám đốc Điện lực Cam Lộ cho rằng, với các thông số vận hành của lưới điện khi 4 dự án điện mặt trời mái nhà khu vực Cam Tuyền thuộc huyện Cam Lộ hòa lưới với công suất lớn hơn 2,4 MW, thì các thông số như tần số, điện áp đã không đáp ứng được quy định của các thông tư, văn bản của các bộ ngành chức năng đã ban hành, quy định, dẫn đến việc gây nên một số bất cập như thế. Trước mắt thì điện lực chỉ gọi là khống chế cái công suất phạt của các cái nhà đầu tư điện lực mái nhà theo đúng cái tinh thần là thỏa thuận giữa các bên. Còn là phía điện lực Cam Lộ thì cũng chờ đợi phía nhà đầu tư là họ phải có các cái biện pháp để mà tìm hiểu lại, khắc phục lại cái thiết bị của mình. Có thể nói, trong thời gian qua, các dự án điện mặt trời mái nhà đi vào vận hành đã cung cấp điện năng cho lưới điện, góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tuy nhiên, hạ tầng lưới điện ở nhiều khu vực đông dân cư có thể chưa đáp ứng được việc tiếp nhận lượng điện năng mà các nguồn điện mặt trời của nhiều hộ phát lên lưới cùng một lúc, đặc biệt vào các thời gian sửa trưa hàng ngày trong mùa hè. Thực tế này hiện vẫn diễn ra, làm ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sản xuất, sinh hoạt của khách hàng sử dụng điện.